chạy chậm thôi, đi chậm thôi. Đấy. Ngã rồi. Đây nè. À đây có nhiều con cá đây à. Đi. Đây. À, đi đi ra đây, đi quặn vào đây. Bích bích. Ngồi bẩn kia. Bố sợ lắm. Bố sợ. Bố bé con. Đây bố dắt. À, cứ đi từ. Bố sợ. Ai đến rồi? Đâu đâu? Này thờ đá phát hiện. Đây anh Tít ơi. Đây nhà thờ đá phát diệm nha. Anh nhìn thẳng phía trước nha. Có tiền lên xe cô đi. Nào các bạn. Nào, muốn dắt nào. Nay chúng ta đi nhà thờ đá Phát Diệm nào. Xe máy ô tô này con này. Con có nhìn thấy xe nó đang đi không? Đồ chơi con chơi vẫn chơi. Đi kiếm mấy con có rồi. Bố ạ. À, kiếm bé xíu bố ạ. Thank you.
Đây sẽ mua vé đâu. Đây đứng đây đại bố. Em có phải mua vé không? Ôi con này thôi, tháo hồ bãi đỗ xe. Em không thích con đấy đâu, em mua thích con to. Con hỏi tí mua vé đây hả Sơ? Không phải bán vé không, vì người ta muốn nhờ người dẫn thì em ký, không dẫn thì cho. À thế ạ, dạ. Rồi thế thôi con cảm ơn. Đây là nhà thờ mà nhà thờ đá mà Pháp làm lớn nhất miền Bắc này. Pháp đây chứ không Pháp làm. Hả? Đây là Pháp làm. Ờ. Thì Pháp xây cái đây 100 hơn 100 năm, 110 năm rồi. Con ơi. Đi. Vinh. Con đi vào con trật tự nhá, con không hò hét nhá. Đấy. Mình đi thì mình đi từ phía ngoài này vào này. Nay ngày Vinh. Hôm nay ngày Chúa Nhật cho nên là người ta đang đi lễ. Vinh ơi. Mẹ có chụp cái ảnh không? Tao. Kệ Vinh. Cái thằng nào ấy, cái thằng. Cái thằng Vinh ra đây bố chụp ảnh cho. Em nó không biết. Đấy chúng mày vào đây vào trong này đội mũ lên. Mày đeo leo lên tháp chuông nào. Là cho mẹ chụp ảnh. Đây Vinh ơi, ra đây bố nào. Không nô con ơi, đây này, nhà thờ ta đang làm lễ kìa. Không nô. Đấy à. Đây trật tự. Ông ơi, hôm nay không mở cửa cho lên tháp chuông đúng không ạ? Đây, bạn Vinh đi vào đây bộ. Đi.
con đội mũ và đi trật tự nhá. Đây là nhà thờ đá Phất Diệm. À, mình đã đến đây chỗ này cách đây 26 27 năm rồi. Trật tự. Nào không đâu. Có được đi xuống bên kia không à chú? Nào đi qua đây. Đi vào lưới ngoài. Cái này là chỗ đang đi lễ. Đi lưới ngoài đi vòng xuống dưới. Vinh ơi, đây đi lưới này. Bố đã bảo con không đô rồi mà. Đây đi lưới này. Hôm nay là ngày Chúa Nhật. Và quan giáo xứ Pháp Viện đang đi lễ. Bây giờ này là giờ đang lễ nên không vào được. Mình đi lưới nước ngoài này nhá. Chạy chậm thôi, đi chậm thôi. Đấy. Ngã rồi. Cây này là cây gì tiếp theo? Hả? Không biết cây gì à? Cây nhãn này, hoa nhãn này. Đi từ từ thì Vinh này con cứ chạy vòng vòng ấy hả? Mệt chưa? Biết đây là cái gì không mà tít? Đây là hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra đấy. Phất Diệm Vinh. Hả? Không nói nữa, kệ nó rơi cái gì rồi. Trật tự thôi. Đi chậm thôi con. Nhà thờ đá Phát Diệm. Đây nhà thờ đá này. Đấy. Nhìn nhà thờ đá chưa? Đây là bên này hình như chắc là trường dòng. Trường dòng ấy nơi các tu sĩ ở này.
Cái nhà thờ bằng đá này. À 1999D. Trần này như vẫn là bằng gỗ, trần gỗ đóng đinh. Nhà thờ đá đấy. Anh có đi như này không? Em có sang bên này không con? Đấy, đi lối bên này. Tưởng đi lối này được không? Không được. Bên kia có người á. À, quay quay. Vào vào. Đây lên đây không đi được các bạn ạ, không đi được, tao giả lễ. À đi bốn à?
đi vòng bên kia, một đi bên kia nữa, xong rồi chúng mình quay ra. Đây bạn thích rồi. Ngồi chỗ đấy, ngồi chỗ nào sạch cái kìa, không ngồi chỗ đấy làm gì. Vinh ơi. Đấy. Anh Tít nhớ đây là nhà thờ đá Phát Diệm chưa? Ở khách người ta đến tham quan cả Tây dân ta. Đấy. Giờ lễ sắp xong rồi. Thôi, kết thúc chúng ta đi tham quan điểm tới. Điểm tới chúng ta đi động Từ Thức. Đáng ra là hết giờ tham quan thì mình được vào ngó chỗ nhà thờ tí nữa. Lên xe. Con nô vừa thôi thì con không đỡ khát nước. Con nô thế là chẳng khát nước. Mẹ ơi, mẹ cho con uống nước. Bà đang đồng chị ơi. Ôi, cô luôn cho đồng con. Tòa giám mục Phát Diệm. Rồi. Này là kia là độ xe miễn phí chứ không phải mất phí đâu. Ăn thịt rồi, có thể ăn cả cả ăn sushi luôn, đúng không? Rồi, sao như thế? Thịt chứ, con này thì bỏ cái chân chép kia ra. Sắp tới mình đi động Từ Thức xong rồi con về con tìm hiểu thế nào động Từ Thức là thế nào nhá. Hai cộng hai là mấy? Hai cộng hai là một. Em đếm lại, em đếm lại, em đếm lại.
tiết văn hóa cấp tỉnh Phổ Tiên. Các bạn ơi, nhìn thế này, chúng ta đang đi vào động thưởng thức này. Bên này có cây gạo đẹp chưa? Cây gạo đỏ đẹp chưa? Nhìn thấy có cây gạo đỏ bên tay phải đẹp chưa? Chưa vào đi. Anh gửi xe nhá. Vinh ơi. Đội mũ vào. Động thứ thức. Đây con đội mũ vào. Đây đi bố dắt. Khu du lịch động thứ thức Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa. Chỗ kia có cái chỗ thò cổ ra để chụp ảnh kìa.
mức thu phí. Người lớn 20.000, trẻ em 10.000. Ra đây anh. Các bạn thấy biển để kia. Các bạn thấy biển để kia chứ phải đi tìm biển. Ngồi đây cho nó mát à. Hai người lớn hai trẻ con. Hết 60 triệu à? 60.000. Nay thì bằng cái nhà gửi xe ở đây, gửi ô tô thì gửi chỗ nào? Gửi chỗ ngoài à? Ngoài đấy, ngoài đấy họ quay. Ở đây ngoài vào động còn có cái dịch vụ gì không anh? À không, vào động thì ta ở đã động tham quan. Thế à? Cảm ơn điện đó. Dịch vụ ngồi nghỉ mát thôi gì? Thế nào Vinh ơi? Đây nè, ở đây có nhiều con cá đây à? Đi. Đây. À, đi đi ra đây, đi quặn vào đây. Bà bán bánh mì nghe xong nghỉ bán 8 ngày 8 đêm. Đây vào đèn tí thôi. Nhiều hơn. Đó vào. Đây bố con mày vào đây tí xong thì đi vào động. Con nhìn cá. Đèn trình cửa động. Cảm ơn cậu. Trật tự thì Vinh. Cảm ơn cậu nhá. Anh ơi, anh có ăn cây không? Anh có ăn cây không? Trật tự. Ra đi các bạn ơi. Đây ngồi đây đợi mẹ tí. Thank you.
đây đi. Vịt vịt. Ngồi bẩn kìa. Bố bắt. Giúp cái dễ cây nó to rồi. Rồi. Cô sợ lắm. Cô sợ. Bố đâu mà lấy chút bẩn. Bố ơi, bố bé con. Đây bố dắt. Nó cứ đi từ từ. Cô sợ. Đây, qua đây. Đâu bật đèn lên. Không có mà. Đây. Đây bố dắt. Đây bố bế. Bố đứng đây. Cắn này. Tôi sợ lắm, tôi không đi được. Cái gì đâu, chỗ này đèn, người ta mới bật đèn sáng mà. Cái chỗ khác rồi bố, sẽ có sướng. Đấy, đẹp chưa? Tôi không sợ. Bông chạy. Con đi chậm thôi, đấy. Đấy, động tiên từ thức. Động lên thấp. Có đẹp không con? Ui. Có đẹp không Vinh? Thấy cái đó bây giờ. Đây. Đi vào trong này nữa các bạn. Đây này, chỗ này có bàn thờ. À, có cái gì đá này. Ui. Đá đẹp chưa? Sâu lắm, bảo mẹ. Bảo mẹ. Ui, bắt được chỗ rồi. Bảo mẹ. Rồi. Mẹ ơi. Rồi, nó kiến đấy. Bảo mẹ chưa? Có cái kia. Anh ơi. Có cái đầu kia. Đèn nó thay đổi rồi. Đấy. Trong này còn sâu lắm. Đã. Đấy, không bước đi. Thôi.
Có mát không con ơi? Có mát không? Tưởng là có hướng dẫn viên du lịch, hóa ra là cũng có một vlog ở đây. Ô, cái mà khổ. Hả? Cao lắm, không leo được đâu. Này nó cao, nó trơn lắm. Cái này nó cao không lên được. Vâng, chỗ này nó trơn lắm. Đây. Đi, theo cái này nó trơn thôi. À. Không lên. Vâng, nó trơn mà. Không nhìn ở trên. Vâng, đây có gì lên. Con thấy nó trơn không? Đấy. Vâng. Đây con đi đứa này. Chuẩn bị đó chưa? Ui có cân mạng. Đâu đi. Cân mạng đây kìa. Đâu người ta. Mặt tôi kìa. Người ta chiếu đèn đấy. Dạ. Người ta chiếu đèn vậy. Có đèn không? Tôi sợ lắm. Đèn đó là huyền bí. Đây không? Thế nào? Đấy, con bước cẩn thận không được trơn. Vô dắt. Đi thôi. Thôi nào. Đi thôi. Ui cái hố. Cái hố mà to thế. Nhảy xuống. Ê. Nào đi. Chi. Con cười. Hello. Đây có đường ngay khác mẹ lúa ơi. Thank you.
số lần nữa, nhưng mà chỗ đây người ta không khuyến khích. Tôi cho không cho đâu. À, thế đi ra. Chỗ này tối lắm không? Không nhìn thấy bố con đâu. Asuko! Em bố đây. Ơ bố kìa. Bố đang ở bên cạnh con. Con đang ở đây này. Úi, quay bờ kìa. Đi chậm thôi con. Giới thiệu hết chưa anh? Quay bằng Pocket 2 à? Còn tí nữa. Pocket 2 quay tối thì tốt. Hả? Nó cũng không ấy lắm đâu, nó tùy ánh sáng thì... Em có một bộ full mà. Ừ. Hôm nay em dùng cái loại đấy. Nó khá hơn so với lại GoPro. Và hôm nay em đang dùng này cũng DJI Action 2, Action 3. Cái đấy cũng khá đấy. Vâng, nhưng mà cái này phải biết tinh chỉnh, chứ không tinh chỉnh thì nó hình nó xấu lắm. Anh nào đấy? Em không, em chơi thôi. Vui phết. Vui phết. Là thế đi từ từ bố. Phi tiêu. Này, cái đống mà cái chỗ khu chơi vịt. Có ra kia thò cổ chụp ảnh không? Thank you.
Đi bộ bên này. Di tích quốc gia đặc biệt, di tích và kiến trúc nghệ thuật, điểm đến du lịch. Bác con đi xẻ trong kia. Lễ hội đền Bà Triệu 2023 ngày 24 tháng 2 năm 2023. Nội.
chính điện Nam Kinh đang còn bom đền thờ Lê Hoàng Thọ Xuân nhà tiền đường đền Bà Triệu nhà Trung đường đền Bà Triệu Hoàng Cung lăng mộ Bà Triệu trên đỉnh núi Phúc Thẩm này đình làng Phú Điền đặc biệt khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu đền Mẫu đền Cung Tám đền Quan Hòa đang qua chùa tam quan em thấy. Con đi chậm thế nha.
Còn ai trèo lên núi nữa không nhỉ? Này rộng không? Có mũi như này. Mũi này có xì ra đi. Mệt chưa? Chưa. Bố hỏi sao có bố chưa?